Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Quý Khôi. Bonsai Quý Khôi tiếp tục chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn khu trưng bày bonsai mini và tầm trung rất là đẹp tại triển lãm sinh vật cảnh thủ đô 2022. Xin mời tất cả quý vị cùng đón xem nhé. Rất là đa dạng về chủng loại cây và dáng thế. Đây quý vị có thể thấy những cây sam hương. Đây một tiểu cảnh. Rất là đẹp. Hình như là cùng một gốc ấy, quý vị ạ. Chứ không phải là nhiều gốc đâu. Mình thấy gắn kết với nhau này. Rất tuyệt vời. Sam hương là một trong những dòng mà chơi rất là bền và khỏe. Tiếp đến là một tác phẩm Si Tàn Thiên Nhiên. Bám đá rất là nghệ thuật. Đẹp quá. Cái này nếu mà tổng thể cao thì tầm độ 15 phân từ mặt đá lên. Đá tầm 15 phân nữa, tổng chiều cao tầm độ 30 phân. Cái thân rất là đẹp. Hai tay bê nặng. Cái này của anh Nguyễn Viết Tài. Đây là cây si của bạn của anh Triệu Quang Đạt. Bóng láng của một cây dáng của một cây cổ thụ. Rất tuyệt vời. Cái này chỉ cao tầm độ 25 phân. Năm nay dàn cây mini rất đẹp. Triển lãm được tổ chức tại khu đô thị Spenlora, Bắc An Khánh. Quý vị nào có thời gian có thể qua khởi triển lãm khai mạc từ ngày mai quý vị nhé. Đây là một tác phẩm si vẫn của anh Nguyễn Viết Tài này. Phong cách chế tác gần tương tự một đôi mấy cái si bên kia. Bám đá nghệ thuật. Đẹp quá. Anh Tài anh có một cây xanh lá móng dáng huyền này. Rất đẹp này. Hôm nay thời tiết nó hơi âm u cho nên là mình quay cái nước ảnh không được sáng lắm. Hẹn quý vị hôm nào mà nó sáng có nắng hơn mình quay thì mình sẽ nhìn rõ hơn cái đường thân, thứ hai là những cái nét đẹp trên của thời gian và do bàn tay con người tạo tác. Đấy, tiếp đến mời quý vị và các bạn cùng ngắm một tác phẩm dáng làng của bạn Huy Quang Huy. Dáng làng cổ thụ. Rất tuyệt vời. Bạn Nguyễn Quang Huy nhé. Bộ râm khá là sáng, đẹp. Được bạn Huy cắt rất là chỉn chu.
các thân đi nhìn lắc lư nghệ thuật. Cái này thời gian nữa bộ vách kết vào là cũng rất là dữ dằn. Rất đẹp. Tiếp đến mời quý vị và các bạn cùng ngắm tác phẩm Xanh Hạc Vũ của anh Giang Enter, câu lạc bộ F1 Mỹ Đình. Đây là mặt sau của cây này. Cây này có nét phiêu rất ngạo nghễ. Đây mặt trước của cây này. Tương lai cũng sẽ là một tác phẩm rất đặc sắc. Chiều cao tổng thể tầm độ gần 60 cm. Này tầm độ đôi năm nữa thì thực sự sẽ rất là đẹp. Khu tầm trung phía đằng này thì rất là nhiều tác phẩm. Mình sẽ quay lần lượt từ đầu ngoài vào nhé. Đây. Một cái si cổ. Chủ sở hữu là sinh thái đầm bạc già quá. Những cây cổ như này thì sự chơi rất là thích nhỉ. Mình rất thích những cây cổ như này, dáng nó cổ kính. Ok, mình chuyển tiếp đến một tác phẩm xanh. Cái này mình đây có bảng tên đây. Cái này của anh Thực. Ừ, chạy à? Ừ, ok nhá. Ừ, xin chào. Rồi. Ok nhá, chạy nhá. Cái này rất là già này. Tiếp đến mời quý vị và các bạn cùng ngắm tác phẩm ổi. Rất là quái. Nhìn rất khó chịu nhé. Đường thân của cây và được cắt rất là nhiều. Cái này không nhầm là của chú Thành Đất. Mình chưa nhìn thấy bảng tên đâu. Chắc là mới kê vào. Do thời gian có hạn cho nên là mình sẽ giới thiệu nhanh một chút để tất cả quý vị và các bạn cùng ngắm. Đây đây này, rất là đông anh em ngắm. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của chú Châu Thu nhé. Em chào các anh. Đấy, rất là đông anh em cùng thưởng thức. Không, si ấy nó đã không, si ta. Này mà, cái này mà về ta làm cho chúng nó cái gò này thì đẹp lắm. Cái gò này nó bay cây lắm. Con này cho cái khay mỏng chơi thôi. Con này bay lắm. Không có si được quý thật đấy. Quý mà. Chỉ đợi chủ tướng phê duyệt cái là. Chú ơi, nói thật nhiều người hỏi những người mà ấy thì cháu bỏ cháu chưa bán. Ok, si này của Cường à?
cường vâng, phải gặp người đầu tiên này mới bán cơ. Đẹp quá. Người vợ nó cũng bán nốt. Người ta xếp đặt ta chỉnh lại bông tần cho nó khoe thân cho ngay mà chứ ai để không lại. Không làm sụt sụt lại thêm một chút nữa được. Ta có kéo lại để cho nó khoe thân. Đây là bị tốn. Nó rồi mân không khoe được thân. Làm cái thân nó tự dưng cái thân nó tối lại. Cái này thân rất đẹp. Con này đẹp mà. Con này ta thích từ nữa nhà hậu mà. Con kia anh em nó mua 700-800 triệu rồi. Cái này xi giờ chỗ kia cây của anh. Rồi cột đấy. Cái này cũng đủ chất đi. Con này nó hoàn thiện như này. Và thứ hai nó là mặt nào nó đẹp. Chân đi đâu. Cây này mình sẽ đi sang phía mặt bên này để quý vị và các bạn cùng ngắm này. Con kia là tích già người ta mới để ý đồ này. Con này mà về ta tờ chúng nó mà lấy ta cho lên cỏ để chỉ. Nhưng mà cái trộm này chưa hợp mà anh thắng anh thay vào đây. Con này thực ra là anh em con này trồng cái trộm đá thì hợp hơn. Nếu mà chú trâu lên cái bệ đá thì chú làm cái khay mỏng thôi. Cần làm cho nó đẹp. Còn cái này trộm đá thì chấm hết rồi. Trộm trồng trộm tối cây lắm. Nó sinh động màu cây tối cây. Hiện mấy cả hiện giờ là con này nó phải cho phải cho nó lên đá để cho con này hiện ra nó mất chân mà. Cho lên đá để cho nó để mất chân. Một trong những cái xi rất là già. Có cái mặt nào nó đẹp. Mà nó động cây. Đúng nếu mà nhìn thấy là nó giống động cây cũng bình tĩnh, có phải cúi xuống nhìn cây của bạn là Cường Chọc Ninh Bình. Quý vị nào mà muốn sở hữu có thể liên hệ với Cường nhé. Có số điện thoại đây quý vị nào. Đây nó đang bị cục mùi. Hiện tại đang có rất là đông anh em yêu cây. Quý vị nào có thời gian có thể qua triển lãm để ngắm. Thời tiết lúc này cũng đang khá là đẹp, không bị mưa. Mình quay video thì hơi tối nhưng mà ngắm thì là rất là tuyệt vời. Cây hoa giấy này độc đáo quá. Của bạn Nguyễn Văn Kiên. Rất kỳ công bộ tàn. Thân dị. Ngày xưa nhìn nó tức cười lắm đúng không? Còn rất nhiều những tác phẩm đẹp nữa nhé. Mình sẽ update để những video tiếp theo. Ok, mình xin phép kết thúc video tại đây và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ. Xin chào.